Cứ vào đầu mùa xuân, các phái đoàn trong 127 tỉnh tập hợp lại. Và ở đây là bức phù điêu khổng lồ miêu tả cuộc diễu hành của 23 phái đoàn đến từ Ấn Độ, trải dài qua Ethiopia, ở cả ba châu lục Á, Âu, Phi. Luôn luôn có một vị quan dẫn đầu. Phái đoàn đầu tiên là vị quan Ba Tư Pharaser dẫn đầu, những người Medi tiến cống các sản vật của mình. Kế tiếp cách ra bởi một cây bá hương là đến một vị quan Medi lại dẫn phái đoàn những người Elam với những lễ vật của mình. Phái đoàn Elam này có một cái loại lễ vật vô cùng lý thú, đó là gia đình sư tử. Sư tử mẹ đang ngoái lại nhìn hai sư tử con ở đằng sau, có vẻ rất là lo lắng về chúng nó. Phái đoàn thứ ba đang tiến cống, đây là một vị quan Ba Tư là dẫn tiếp hương liệu. Và tiếp đến là những phái đoàn ở các miền khác ở trong cả tỉnh. Chúng ta có thể thấy lạc đà hai gu, chúng ta có thể thấy những cổ xe ngựa, chúng ta có thể thấy bò, những phái đoàn từ Armenia, những phái đoàn từ Ai Cập và rất nhiều phái đoàn khác nữa. Đây là phái đoàn từ Assyria với hai con chiên đực. Vô cùng lý thú, có thể thấy đó là phái đoàn Nga với những cái mũ chóp rất cao. Đáng chú ý nữa đó là phái đoàn Ấn Độ. Phái đoàn Ấn Độ đem đến con La và những người ở trần gắn hương liệu. We didn't have Chinese. Phái đoàn ở rất xa là từ châu Âu, họ đem khí giới, thiên giáo. Lạc đà một gu đến từ Jordan. Và hai phái đoàn châu Phi cuối cùng, ngựa đến từ Libya và hươu cao cổ cùng là voi đến từ Ethiopia. Darius, một vị vua rất là thông minh, đã chế ra văn tự cải biến từ chữ hình nêm cuneiform của người Assyria cổ. Ông đổi cách viết từ trái sang phải và tạo khoảng cách giữa các từ để có thể đọc được một cách rõ ràng hơn, chứ không phải từ phải sang trái và viết liền mạch hoặc chỉ có một chấm nhỏ như văn tự cuneiform cổ của người Assyria.